Như thế nào là 700 nhân 10? Đầu tiên, tập trung vào cách nhân 10 của chúng ta. Bởi vì nhân 10 trong toán học có một số đặc trưng có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Một đặc trưng mà ta nghĩ đến khi nhân 10, khi lấy cả một con số nhân cho 10, chỉ cần thêm vào số 0 vào cuối số đó. Ví dụ ta có số 9 và ta nhân 10. Vấn đề của chúng ta sẽ là số 9 với một số 0 ở cuối, hoặc 90, bởi vì 9 lần 10 đồng nghĩa với 9 nhân 10, và 9 nhân 10 là 90. Vậy hãy dùng thử đặc trưng đầu tiên để tính. Ta có 7 nhân 100, do đó ta có 100 nhân 7 hoặc là 700, và chúng ta là nhân 10. Sử dụng đặc trưng này, ta thêm số 0 vào cuối. Do đó, nếu chúng ta đã có 700 nhân 10, chúng ta sẽ có 700 với số 0 ở cuối, hoặc 7.000. Do vậy, 700 nhân 10 đồng nghĩa với 7.000. Nhưng ở đây có một đặc trưng nữa chúng ta có thể sử dụng, một đặc trưng mà nghĩ ngay đến khi ta nhân 10. Và đó là khi chúng ta nhân 10, chúng ta dời mọi chữ số. Sang trái hoặc một vị giá lớn hơn. Hãy nhìn vào bảng vị giá sau. Ta có bảng vị giá theo ví dụ đầu tiên khi chúng ta có 9 và nhân cho 10. Thì số 9 sẽ dời sang bên trái một vị trí, trở thành hàng chục. Như thế chúng ta có 90, thêm số 0 vào đây, vì không còn gì đồng nghĩa với số 0 bên trái. Như vậy 9 nhân 10 bằng 90. Nó giống với thêm một số 0 vào cuối, nhưng chúng ta nhìn nó theo một cách khác. Nhìn nó theo đặc trưng của giá trị đơn vị, và nhân 10 sẽ dời mọi số sang bên trái. Nếu chúng ta làm như vậy với câu hỏi tương tự 700, 700, nếu chúng ta dời 100 sang trái, chúng ta sẽ có 10.000, 1.000. Do đó 700 nhân 10 sẽ bằng 7.000. Hoặc như chúng ta đã thấy hồi đầu tiên, 7.000. Do đó cả hai câu đều đúng. 700 nhân 10 là 7.000. Và sau đây là một ví dụ cho phép chia. Chúng ta có phép chia cho 10. Và như chúng ta nghĩ, chia 10 ngược lại với nhân 10. Do đó đặc trưng cũng ngược lại. Thay vì thêm số 0 vào cuối, chúng ta bỏ số 0 ở cuối. Chúng ta bỏ số 0 ở cuối. Theo ví dụ chúng ta có 40 chia cho 10. Chúng ta bỏ số 0 đó và kết thúc với 4. Nếu 40 chia thành nhóm 10, chúng ta có 4 nhóm. Hãy dùng nó ở ngay đây. 2.120. Chúng ta có 2.120, tức là 212 nhân 10. Đó là chúng ta đã có số 0 ở ngay đây. Và chúng ta chia cho 10, chúng ta có thể dùng ngay đặc trưng đầu tiên và chỉ cần bỏ số 0 ở cuối. Hãy bỏ số 0 ở đó đi và câu trả lời là 212. Tuy nhiên, chúng ta có thể sử dụng một đặc trưng giá trị đơn vị. Thay vì chuyển giá trị đơn vị sang bên lớn hơn, chúng ta sẽ chuyển nó sang bên nhỏ hơn hoặc sang phải. Một giá trị đơn vị sang phải. Như vậy, giá trị đơn vị nào nhỏ hơn 2.120? Nếu chúng ta có 2.120 chia cho 10, chúng ta sẽ dời hàng chục sang bên phải hoặc nhỏ hơn. Như vậy, cách giải của chúng ta sẽ là 212 nhân 10. Đồng nghĩa với việc ta thấy 212. Như vậy,
2120 chia 10. Chúng ta có thể viết cả con số và bỏ số 0, hoặc ta nghĩ ngay đến giá trị đơn vị và dời nó sang bên phải. Cả hai cách, câu trả lời đều là 212 nhân 1.